Trận đấu ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình tới đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia ở vòng bảng một kỳ AFF Cup. Tổng cộng, Việt Nam gặp Malaysia 10 lần trong lịch sử tại giải đấu này và chiếm ưu thế khi thắng 5, hòa 2 và thua 3. Nhưng khi nhắc đến đối thủ có biệt danh Hổ Malay, người hâm mộ Việt Nam thường nghĩ đến những món nợ khó đòi. Cả ba thất bại của Việt Nam đều ở những trận đấu cực kỳ quan trọng. Việt Nam lần đầu thua Malaysia ở trận tranh huy chương đồng năm 2000 trên sân vận động Raja Mangkala tại Thái Lan. Đội quân của đội viên Alfredo chơi ngang cửa với Malaysia trong phần lớn thời gian hiệp 1, nhưng vẫn bị thủng lưới ở phút 42 với bàn thắng của hậu vệ Rosdi Talib. Malaysia lấn lướt trong hiệp 2 và nhân đôi cách biệt ở phút 59. Trung phong Rosdi Subbarman xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm hạ gục thủ môn Võ Văn Hạnh. Đến phút cuối trận, Subbarman vượt qua trung vệ Phạm Hùng Dũng và ấn định chiến thắng 3 sao. Đúng 10 năm sau, đội tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia ở trận bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Lượt đi diễn ra tại chợ lửa Bukit Salin với nốt chấm mang tên Bùi Tấn Trường. Thủ môn người Đồng Tháp bất hụt bóng từ quả đánh đầu không mấy nguy hiểm của Safit Sali ở phút 60, giúp Malaysia vượt lên dẫn trước. Đến phút 19, Tấn Trường bắt không dính bóng từ cú sút xa của Safit Rahim và để Safit đá bội ấn định tỷ số 2-0. Thầy trò huấn luyện viên Hariske Kaleto áp đảo lượt về trên sân Mỹ Đình nhưng không xuyên thủng được hàng thủ đội khách. Cơ hội tốt nhất thuộc về hai tiền đạo Việt Thắng và Anh Đức, nhưng cả hai dứt điểm không hiểm và bị thủ môn Fahim cản phá. Điểm nhấn buồn khác của chủ nhà là việc tiền vệ Thành Lương nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ, rời sân trong những giọt nước mắt. Việt Nam có cơ hội lớn xóa dấu mang tên Malaysia ở bán kết AFF Suzuki Cup 2014 với thắng lợi 2-1 ở lượt đi tại Bukit Jalil. Safi mở tỷ số cho chủ nhà trên chấm phạt đền, nhưng các bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết giúp Việt Nam thắng ngược. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Toshiyai Miura không tận dụng được lợi thế ở lượt đi. Sai lầm hàng thủ khiến họ một lần nữa phải trả giá trong 90 phút tại Mỹ Đình. Ngay phút thứ tư, Quế Hồng Hải đã phạm lỗi với Indra Pucha trong cấm địa và để Safi đá phạt để mở tỷ số. Đến phút 16, hậu vệ Văn Biển phối hợp không tốt với thủ môn Nguyên Mạnh để tiền đạo Tala cướp bóng nhân đôi cách biệt. Dù Công Vinh có lại một bàn với quả phạt đền ở phút 22, Malaysia vẫn tái lập cách biệt 2 bàn 7 phút sau. Lần này đến lượt trung vệ Định Tiến Thành phản lưới nhà. Đội khách còn ghi thêm bàn nữa ở cuối hiệp 1 để dập tắt mọi hy vọng của Việt Nam. Ở bảng A AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã có 3 điểm và tạm xếp vị trí thứ 3. Vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Pasco sẽ bước vào trận đấu mang tính chất quyết định cùng đội tuyển Malaysia.